À, mình mới mua cái bộ pin Resen này trên Lazada. Quên, Shopee chứ. Đúng rồi, Shopee. Thì nguyên cái khối này là nó gọi là Lysen đầu giấy. Đầu giấy ở đầu nó nào không hiểu được. Chỗ này nó cắt đi cái vỏ bao, nó chỉ bao tới đây thôi. Hay là ở đây nó trùm một cái lớp gì không biết. À, nó nguyên khối vậy là 24 cục, có khối 32 cục nữa. Thì mình đang cần 25 cell, thì ở đây nó có thêm một cell, nó bỏ thêm một cell ở ngoài nữa. Thì nguyên khối như vậy là khoảng 403 thôi. Khối 24 cell. Có khối 32 cell nữa là khoảng 507. Thì mình mua như vậy nó sẽ Lợi hơn. Giờ mình lấy một viên ra xem thử cực dương nó có đẹp không. À, hình như nó có hàng các bạn. Đây, nó có hàng nhưng mà nó hàng ở đầu cực dương, còn cực âm thì không không có. Vậy lấy ra hơi bị khó rồi. Cái này nó không có hàng cực âm nhưng mà cực dương nó vẫn hàng. Có nghĩa là đầu cực dương nó vẫn có dấu hàng. Bẻ phá luôn. Đó. Thì cực dương nó vẫn có dấu hàng nè. Nhưng mà cực âm nhưng mà nhìn nó đẹp hơn là mấy cái viên kia. Vậy thôi, mấy viên kia thì nó hàng luôn cả cực âm luôn. Tới tháng 10 thôi. Ba vòng máy gần 4 V.
Rồi mình tháo hết những cái mối liên kết của nó ra đó. Mình không biết dặn nó ra có dễ không. Rất cứng, cứng dữ lắm. Hai lớp luôn anh. Hơi khó lấy xíu. Hai lớp kẽm. Cái này hơi khó lấy đi xíu. Thấy ra không, mình chịu khó mình mài bớt những cái đầu nhọn nhọn như vậy là mình đóng pin được rồi. Các bạn kiếm một cái cây vít nào nhọn nhọn, các bạn cậy hết cái mấy cái ấy này nè, ở trong cái thành này nó ra hết đi, rồi xong mình dùng kìm nhọn mình nhắc nó lên. Chứ không mà nó rất là cứng. Mày cứng này. Các bạn cứ mạnh tay lên, không phải sợ nó hư cái cực dương đâu. Dễ gì mà hư được. Rồi ra xong rồi mình mài cho mấy này đi là xong. Mới đầu mình tưởng nó không có hàn, nhưng mà nó chỉ không có hàn cực âm thôi. Cái cực dương nó vẫn hàn. Chắc là do cái đầu này nó tiếp xúc nó hơi kém nè. Nên nó phải hàn để cho nó tạo cái sự chắc chắn. Mà viên pin ở trong khói này mình thấy nó có cái đầu bảo vệ cực dương luôn nè. Nó dán sẵn ở trong cái lớp coi nhiệt luôn nè. Chứng tỏ là pin này nó cũng đạt chất lượng ấy. Còn những cái quả pin mình mua về nó không có. Quả pin đi xanh mình mua lẻ thì nó không có. Về mình đóng pin thì mình phải mua những cái miếng bảo vệ cực dương nè. Mình dán lên đây. Cái này mình thấy có một số người dùng cái ống á, bỏ vô cục pin rồi họ để nghiêng nghiêng về họ xay ra, họ bẻ nó vặn sức những cái hàng ra để họ lôi cục pin ra, nhưng mà mình làm không được. Với lại làm không quen thì nó sẽ chạy hết pin. Thôi làm kiểu truyền thống cho nó chắc. Mới tháo được có mấy viên.
cuối cùng cũng gỡ xong, nó hơi mất thời gian tí xíu. Còn những cái chóm chóm vậy các bạn lấy kìm bén bấm đi, bấm cho nó bằng bớt đi.